Đây đây đây. Đây dọc gì đó không? Đây. Giờ em thay bạch cho nó xuống dần rõ. Nặng quá. Mình nha. Đây để mình coi là coi ơi. Đây này đây đây rồi mình chùm rồi. Chùm. Nhất nè. Nhất nhì. Nhì nè. Ba đứa thằng bét qua cũng thằng bét hai bét nữa. Này này nó cũng cạn. Tại biết sao mấy trong nè. Ở đây tìm mình được mấy chứ ở đây cũng có mà. Ở đây nè, giống mấy đám lá này cũng có. Dạ, thổi lúng dữ vậy. Đây nè. Bây giờ đi, lỡ rồi đi qua đây luôn đi. Đây nè. Rồi chào tất cả mọi người nha. Này tiếp tục mấy anh em sẽ đi vô rừng bắt dập tiếp tục. Và mấy anh em bắt đầy vỏ hết rồi. Với hai mệt quá không có bắt nữa. Này tiếp tục vô đây bắt nữa. Hả? Ở đâu? Qua đây đi. Vẫn là ba anh em. Đây Út Tửng với anh ba. Đây qua mấy anh em phát hiện được cái chỗ này nhiều dọp lắm. Này bắt nữa. Mà nước cái lãng này nó còn nước nhiều quá. Nước nữa. Không mình bắt khoảng dựng tiếng hồ rồi nửa tiếng hồ cạn gì. Nước nó cũng còn khoảng thấp nước. Ủa đây lúng dữ thần như cả. Giờ đeo bao tay vô chiến đấu tới cái điểm hôm qua anh em mình bắt tới đây nè. À, bắt hết nổi rồi, đầy thùng về. Đây mũi khủng khiếp. Đây là một cái vườn bằng của rừng. Hả? Hình như chưa tới cái điểm giáp qua. Điểm giáp qua xin kia kìa, ngay sau lưng nè. Cái cây qua bốn tia nặng quá cho nên nay mượn tấn cây 222 tia này là cào dừa nè. Cây qua nặng quá. Cào dính đất không mà bà cố luôn. Rồi, mở hàng nha. Và mấy anh em mình tà cạo tới cái điểm này về nè. Cái điểm này còn giọt lắm. Mình cạo ngay cái cạch của nó đó. Đây. Ngay cạch của nó đó. Và mấy anh em bắt cái điểm này. Tới đây là được bắt hết nổi. Tại vì mình bắt á, giờ mình phải vinh cái vỏ theo nặng. Đó, đoạn này nè, cái đoạn này qua nè. Cái đoạn này qua ấy nè. Chưa, cái đoạn đó ấy là đây qua bắt cái đây nè. Qua tới đây về nè. Đây, chà bá luôn. Nè. Đây dập bụi không. Qua điểm này nè, cái điểm này qua nhiều nè. Qua điểm này nè. Đây, qua điểm này nè. Rồi. Ủa nó có cốc qua đây. Rồi câu ta. Qua mình bắt cái điểm đây nè. Đây. Trời ơi trời bả luôn. Cái điểm này nhiều đâu Tuấn ơi. Kêu ông ba qua đây nè. Nè qua có cái bung đặt đây nè. Nay ba dở cái bung rồi. Dẫn đi à, cái nào mình đi cho nó giáp hết đi vô cái đầu đi ra dẫn thôi. Đây nè qua vòng vòng nữa nè.
qua vòng vòng đây dập nhỏ không thèm bắt đó. Ủa, cái này nhỏ mình thả lại nha. Nhỏ để luôn, cái gì vài tháng sau mình bắt tiếp. Tệ. Cái cây này nhỏ nữa. Ủa, cái cây này cảm giác của nó không kêu cái bon mà nó kêu bạch bạch ta. Nó kêu cái bạch. Ừ, người ta kêu cái bon này nó kêu cái bạch. Cái inox mà. Người ta kêu cái bon vô này. Ta kêu, ta kêu cái bon vô dễ biết lắm. Cái này nó kêu cái bạch. Như kêu chào chúng không biết luôn á. Cái cây này cào đỡ hơn cây qua. Cây qua nó có bốn chia, trời ơi cào nặng. Trời cào chúng giọt không biết luôn Tấn. Tôi nghe một cái bịch luôn, tôi tưởng nó cơ dính cục cây á, ngộ rồi, chạy. Chết rồi. Không có cảm giác luôn á, cái cây này kỳ ta. Tôi cào chúng nè. Cái này mạnh mạnh đấy còn chúng, này dập nhỏ. Còn mà cào phớt qua không biết luôn. Con lớn con nhỏ. Cái này nhỏ quá mình thả lại. Đó. Nằm chỗ này ba con luôn. Nằm chỗ ba con. Ăn bự với con nhỏ là hai chồng đứa con hay sao ta? Ghê hả? Hai bự hai con vợ với đứa con. Ê, ủa. Hai bự. Hai vợ. Ừ. Hai vợ với đứa con. Đây, chà bá luôn. Cái cây này cào trúng nó mạnh lắm mới nghe là kiếm cái bọc. Còn hồi nghe cái tiếng quạch mà tưởng đâu cái gì không. Cái âm thanh của nó kỳ quá. Nó thấy xe bút phủ. Cái cây này cào chúng con giọt mà nó nghe cái bịch không biết con giọt luôn. Cái cây này cái tiếng kỳ quá. Đây, cái chỗ này không mấy con không này. Đó, tìm con nữa nè. Ui, con này nhỏ mình thả lại nha. Cây này hai chi cào nó nhẹ nhàng có điều cái tí nó kỳ quá, chúng nó không nghe cái bọp. Cây này cần một chi con nhỏ này đi qua lại cái sót đây 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 không phải không. Ờ đúng rồi. Cái cây này cào chúng con giọt không biết luôn. Nghi lấy cái tay mò chứ cái cây này không có da cam thanh cái bụp. Đây đây. Rồi, con này con nhỏ mà sao nó kêu lớn mà sao con bự. Nó kêu cái bọc luôn.
Trời ơi, cái dừa hay gì vậy? Cái dừa mà con giọt luôn. Cái này thì ăn cũng được, để đi. Mấy cọp ở đây đây đây. Đây giọt gì ta không nè. Ờ đây đây. Nghe cái tiếng ai vậy? Cũng là đồng nghiệp nữa chứ. Trời ơi, chà bá luôn. Hay quá, nó là giọt đi. Đây đây đây, đây nè, mọi người thấy không? Đó, vô đây luôn. Giống đạp giọt hay gì đây nè. Hay cầu rồ này, gài quá gài. Đây. Này mình cạo cái cấy ra là đúng đó. Đây ngon nè. Cái tài cũng luôn. Cho coi cái. Ba bốn ký gì chưa? Ờ tầm khoảng 3 ký, 3 ký ngoài. Đi được rồi. Nói chung là hồi qua thì bắt cái khu này nhiều lắm, mà bữa nay sao nó bắt lại nữa. Nó bớt đi rồi. Kệ. Có rồi, được rồi nè. Nãy giờ mình quần như là trâu mà lết chỗ này quần. Giờ bắt cái dài vô. Giờ anh em nghỉ uống nước rồi. Chuẩn bị tiếp. Nãy giờ mình chắc cũng được khoảng 5-6 ký nè. Sắp nửa vỏ nha. Rồi ở cho nước mình giờ. Này mũi, mũi chip. Đỡ hôm nay nó mát. Tháng này nó hầm, chứ nó nuôi hầm quá tràm. Uống tỉnh ơi, uống hút thuốc này tiếp tục. Cái vườn này quay lên quá đẹp thiệt chứ. Ha. Giờ mời tất cả mọi người nha. Mới dùng thuốc vậy chứ quay lên ngó tới đẹp lắm. Đẹp không? Ông đâu qua á. Anh em mình đoán chỉ có 22 kg mà về nhà cân 24 kg. Mình 16 kg. Anh đang 13 kg hả? 13 thì cũng khoảng 50 mấy ký à. Bữa nay hết rồi. Nãy nè nghe nói xu cà na rồi. Không, ý là nay hắn bắt đâu có bằng qua. Nay là ngang ngang anh em mình à. Chứ qua là anh em mình 5 kg là hắn phải 7-8 kg rồi đó. Anh ba qua bắt 13 mà hắn là 24, hơn 11 kg. Ghê không? Ốm mà ta nói lẹ thì ghê thiệt. Cũng là bắt giọt nhiều năm kinh nghiệm. Như là cái này mình đi sình này cần phải có sức để mình có sức mình mới đi được nổi, chứ còn nếu không có sức á, lâu lộn lần nó bị giọt nó bị dút với cái con chuột á, mình đi không nổi đâu. Nhưng phải cần có sức nữa. Đúng rồi. Em là cũng là lội dữ lắm á, mà lâu quá không lội á. Mà qua muốn hụt hơi luôn á. Rồi xong rồi á, phải giác đi qua cái sình này là đi qua khoảng 500 mét mới tới cái chiếc xe mình để. Phải đội qua xong qua mấy cái đầm lầy nữa là mới tới cái bờ để xe. Chứ đâu phải là rừng nó nằm ở sát bờ, sát đường đâu. Cực lắm. Bắt không có thì nó cũng mệt, mà có nó còn mệt hơn nữa. Trời ơi, cái tay đè lên con giọt luôn.
nó ra 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 là chỗ nào ra ra là có, chỗ này nó không có là không có. Đó rồi đây, trời ơi con này nó hư rồi. Đây giờ mình sẽ lấy con nó vàng rồi đó, không bắt hư nhìn đây, trời ơi cái dừa. Nó nằm vòng vòng đây nè, nằm có khu khu nào có nhiều ghê luôn, khu không có không có. Đây nãy giờ về chào với con, về chào với con cũng được, đâu có con cũng được, có khu này còn chứ. Đâu nãy giờ dên quá trời, chơi coi thùng cái coi. Dên quá trời, dơ hôm qua cũng dên quá trời, đầy thùng luôn. Mới chưa mà. Đâu? Ờ cũng được 5 ký hả? 5 ký. Nay không hết thời rồi. Không hết rồi. Giờ thời tôi với ba. Qua làm hai mấy ký còn đồ gì nữa trời. Nè. Nay phải cho người khác chứ. Đến đây. Đến đây hết rồi. Cái này có gì qua chơi không? Nó có đãi gì khác chứ. Đó, đó, đó. Đây. Giờ đem theo bịch cận chứ giờ cái vỏ nặng quá dính hết nổi. Nếu mà mình đem đổ vô cái vỏ. Đây đúng mà cái vỏ thì mệt quá. Đó. Đây. Đây. Ủa, đây đây. Ờ, anh né. Bắt lên anh xịt nước luôn. Quá bự, bự không? Đó, đây. Đây nè. Đó. Cái cọp là nó. Là người nào cũng làm bao nè, vỏ nè, thùng nè, nhưng mà bữa nay thất bại rồi. Bữa nay thì cái dọp điểm qua thì anh em mình bắt lợi đó, nó bớt đi rồi, nó không tưởng nó đòn nhiều lắm mà nhìn đẹp chính rồi. Này của anh ba, ba này quá tệ luôn, khoảng chừng này. Rồi cái này chừng 5 số ký à hả? Ừ. Mà nay cũng vong vong. Còn của mình nè, của mình là chùm rồi. Bữa nay mình vô mánh. Bữa nay là mình thắng được cái ông mười mấy năm rồi luôn, đang quay nè. Rồi cái bánh nữa, ông này qua ông làm là cái thùng mấy can này đầy luôn, là đi về luôn á. Hôm nay nè, hôm nay yếu kiều trà cho nó tràn mình ba cái hồi mệt dữ là ngủ lộn chết luôn à. Đây rồi con dập chết nữa. Đây đây là của Út Tửng nha, đó của anh ba nè. Của mình thì mình đừng quá chớn Út Tửng này là mình nó dập nhỏ đâu. Bữa nay là mình chụp đụng đụng má dịch mà ít thời cái hàng có đây nước qua mình nha. Đây để mình so lại coi. Ôi đây là nay đây đây là mình chụp rồi, chụp nhất nè, nhất nhì nè, anh ba đứng thằng bét, qua cũng thằng bét, nay thằng bét nữa. Rồi thành quả của mình mà ba anh em mình thì nói chung nước là bữa nay có nhưng mà không được. Đó. Như qua tính bữa nay là bắt chừng nào hết về, nhưng mà không ngờ là có nó đâu bắt được như đây à. Nói chung là có cũng được rồi. Rồi mọi người thấy hay cho ba anh em xin một like một đợt đăng ký nha. Rồi chào tạm biệt mọi người nha. Rồi, bữa nay mình
cân thử coi bữa nay mình bắt được nhiêu ký nha. Hôm qua được 16, một bữa nay chắc mình đón khoảng 12, 13 ký. Trời ơi, đồ dữ vậy. Định cho nó còn cái đế này nè, còn ướt miếng nước. Nãy về cũng có rửa sơ sơ rồi. Rồi. Mười mấy đây? 13 ký một miếng à. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cho nó luôn. Mình trừ cái vỏ này chắc chừng nửa ký 6 lạng. Nãy về mình cũng có rửa sơ sơ rồi. Ký đầy thao luôn. Giờ cái vỏ chắc nửa ký à. Nửa ký yếu luôn. Thì ở đây thì mình còn 12 ký rưỡi, hôm qua thì mình 16 ký. Đây bị coi cẩn thận từng xem nè. Quá trời con dọp luôn. Dọp này thì mình đón khoảng 7-8 con một ký, bây giờ mình thử nha. Đây. Ờ mấy con bự bự đi, mấy con bự bự thì khoảng đó đó, 4. Cái này nay nó cũng không có dọp lớn, dọp lớn hôm qua bắt nhiều lắm rồi. Nay nó dạng cũng lớn nhưng mà không có lớn dữ bằng qua. 6 nè, chắc tầm khoảng 8 con để mình kiếm ở trong cái thao đó, đó. Hôm qua mình còn ăn, giờ còn một mớ trong cái thao của xanh xanh mình đó đó, mình đó phải bự đó. Ơi 7 con à. Đây 7 con 1 ký nha. Nè 2 2 4 6 7, đây 7 con 1 ký nè, 1 ký giác luôn á. Đó là cái nếu gì vậy, cái thao bên kia là chỉ 6 con thôi. Thì qua mấy em mình bắt là chúng nhỏ đó là chọc lớn không à. Đó. Cái này mình rửa sơ sơ à. Còn nếu mình muốn rửa sạch nữa là mình phải lấy cái dồi á, mình mới xịt nó sạch được. Nó da cái da cái màu vàng gì nè. Đó. Này được 12 cái rưỡi. Hôm qua 16 ký mà hồi tối á, giờ chồng mình luộc ăn hết một mớ với lại cho bà già hết một mớ nè. Còn hai phần 8 ký. Ở đây là bự hơn nữa. Bự hơn này luôn. Nè mọi người thấy không? Bữa nay nè. Vừa qua nè, đó, cái này để cho con gái, thì chủ yếu này lâu lâu mình bắt lần á, rồi để gia đình ăn, với lại gửi cho nhỏ con gái, nhỏ con gái thì đang làm buộc theo lâu lâu mới về lần, con gái này cũng được 19 tuổi rồi, thì đăng lên á, thấy thèm quá cho nên mình vừa là mới này bự bự này nè, để gửi cho nhỏ con gái, đó, còn cái mớ này thì để nhà ăn, rồi mình bỏ này qua bên, thì nãy mình về á, có bà chị bà thấy mình bắt dọc lớn quá. Ở bên kia mình chia lại mớ để chỉ ăn thì tính là không chia với đợi hai. Nếu hôm qua này mình bắt là nhiều lắm, hôm qua là 16 với bữa nay là 12 ký mấy, là gần 30 ký rồi, ăn cũng hết nên chia chỉ lại mấy ký. Thì dọp này á thì nói chung là mình không có bán nha, nói chung là tại vì nhiều quá mình chia lại chị, với lại chỉ là hàng năm á, là mình mướn hai chỗ chị để vợ chồng mình bán Tết á, cho nên mình sẽ chia lại chị 7 ký, mình bán cái giá kiểu mà giá miền miền thôi chứ không phải là giá mắc. Cái dọp này á, nếu mà mọi người mà có mua thì nó dao động khoảng từ 40 tới 50 ngàn một ký, còn này mình bán chỉ có 30 thôi, tại vì mình bán kiểu mà bán kiểu ấy thôi, bán kiểu mà lối sớm á, với lại mình cũng có mướn chỗ chỉ hàng năm á, cho nên mình không có bán mắc. Rồi giờ mình sẽ hốt 7 ký, 7 ký chỉ còn nhiều á là để dành ngày mai nướng mà hành, để mình lấy cho chỉ dọc nó lớn, mà này nó cũng đều đều à. Chứ cũng không có nhỏ. Này mình lấy 7 ký mình bán cho chỉ có 200 à, vợ mình nó bán 200 à. Vậy tại vì hàng năm mình cũng mướn chỗ chỉ mình ngồi để bán Tết á. Chứ giọt này á, nếu mà ta bán là cũng phải là thành phố nha, là từ 45-50 ngàn, chứ không có vàng hết. Bán 7 ký là còn 4 ký rưỡi. Ờ quát luôn à. Giọt này nặng ghê lắm. Mọi người thấy không? Cân chỉ là giọt là chưa có bự dữ mà nó. Bự sao? Chưa có bự dữ á. Rồi 7 ký, chưa bự dữ mà 6 con, 7 quá 7 con 1 ký. Rồi, bây giờ mình sẽ đi giao giọt cho chị. Gái ơi, bảy ký. Đấy chị 200 thôi.
xe quẹt xe đụng gì kia phải không? Rồi cảm ơn anh chị. Về nha.